ha, gửi nó ha, gửi nè, tao nói bây giờ ai mà gửi cho để chồng nó một đồng bạc thì tao cũng chửi nữa ha, để dành đi, để dành lo đi, lo ha, giờ ha, mày có tiền dư quá thì mày để dành đi, để dành mày xây mồ xây mã cho ông già bà già mày đi ha, mày gửi mày cho cái tụi này làm gì hả, cho người ta chửi mày, cái đồng tiền đó là đồng tiền ngu đó hay chưa, dù 1.000 người ta cũng chửi nữa chứ đừng nói không chửi nha, nghe chưa, gửi đó. Con kính chào ông bà cô chú nha. Ông bà cô chú ơi, video này cũng tiếp tục nói chuyện quý phi nha ông bà cô chú. Một vợ hai chồng. Ủa cái TV đó không? Bây giờ đi công chuyện này. Bây giờ mày khóa cái cổ từ thúi đen thôi, có nói hay gì? Hả? Mà mày nói chuyện với chồng tao, mày hỏi vợ người ta đâu? Hả? Đưa mặt lên, đưa tên tuổi lên, ăn cho tao dễ xử để dễ chữ tay. Chứ gì núp núp đó đó vậy? Hả? Quá trời, quá đất mày nha, nghe, nghe, nghe. Hạnh Thường Quân hả? Cho tiền hả? Gửi tiền hả? Dạ, rồi dạo này anh bớt nhậu chưa? Tại vì em xem cái này muốn tiền của anh á. Bớt rồi, bớt nhậu rồi ha. Hồi lúc trước hồi nhậu rồi, nhậu 2 lít. Giờ còn có 1 lít à, bớt rồi, bớt dữ lắm rồi. Tại sắp sửa rồi, sắp sửa nó mà đẻn rồi, nó phải bớt chứ. Không bớt sao được, phải bớt chứ. Giờ uống hết nổi rồi đó, cắn hết vô rồi, đè đổ hết nổi luôn rồi đó, mới bớt đó. Em thấy tội, thấy hai vợ chồng thiệt. Tội, mày tội dữ chưa? Nó nói mà con chú con nhỏ này nè, nó nói là thấy hai chồng anh thấy tội, tội dữ chưa hả? Tội, tội mày đem gì nó về nuôi đây, đem gì nó về nuôi đây, tội những thứ si ăn nhắc làm tối ngày lo xè tay xin tiền nước Mỹ, nước Pháp, nước Anh, nước Canada mà tội, không ăn xứ xuyên ăn nhắc làm mà tội, tội dữ chưa hả? Thánh thằng thiên đụng ơi, nhỏ nãy tội, tội mày đem về mày nuôi đây, đem về nuôi như ông già bà già mày vậy đó ha. Mà tao nghĩ ông già bà già mày cũng chưa chắc mà nuôi được như vậy à, mày cũng không bao giờ mày nói thấy tội đó nha ha. Nói hai đứa này tội. Em thấy tội, thấy hai gì đâu tội. Chữ. Ủa, nó làm sao tao mới chữ? Dùng quỷ dùng yêu đưa những hình ảnh xấu xa đê tiện lên mạng xã hội, người ta không chữ, người ta không chữ, người ta không nói. Chúng thứ suy ngang nhắc làm biến mà còn dốc láo, đi mua đi lụm, đi mua đi lụm. Tội dữ chưa? Hả mà tội dữ chưa? Tao thấy không ai thương mày hết trơn á. Ha. Chiều tối mới nhậu rồi chị. Ừ. Bây giờ nó ngồi nó nói chuyện mà nó xỉn, cái mắt nó nhướng hết lên mà nó không có nhậu chị, chiều mới nhậu chị. Con dốc láo không? Thấy dốc láo không? Dạo này còn đi lượm chai không? Còn. Còn. Nói chuyện mà chết mắt lia lịa hay sao? Hai vợ chồng đi chung. Ừ, hai chồng đi chung. Tao nói với mày là bây giờ tội YouTube, cái tội YouTube hả, nó quay mày mọi lúc mọi nơi, mày có đi mua hay là không người ta cũng thừa biết điều đó, cho nên là mày đừng nên nói là có nha, có mua có lụm nha, nha chúng chữ mày thúi cái đầu nữa đó, nghe chưa cái thằng hữu cụ hữu hàm. Để khán giả nó thấy mình hả, có mặt ăn là nhiều, mình cũng muốn giúp đỡ, giúp đỡ. Tao nói bây giờ á, mà hả, con đường như vậy mà bây giờ thời thế như vậy, hai vợ chồng nó đã như vậy mà còn ai giúp đỡ hả? Tao chửi cho thục cái đầu, tao chửi cho mọc tóc không lên luôn, tao chửi cho te cái đầu luôn ha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Tao nói chuyện thành nó nhớ mắt lên không nổi luôn, bà cô chú nó xỉn gần chết luôn mà nó tới chiều mới nhậu. Dạ. Ghê không bà cô chú? Hỏi nó nói với ông Quy có về thăm bé Khôi không? Ông Quy thì thấy có đó. Có đi thăm á, có quay YouTube có quay là có về đi thăm á, còn nó có không? Mà nó lâu lâu về thăm lần. Bà nói cha mày, con mày còn không đi thăm, con mày còn bỏ lúng cho ông già bà già mày đây, con tao mà mày đi thăm, mày thăm lắm ha, mày thăm cái hủ hủ hèm nhà quán bà Bảy á, cái dồ á, quán lẩu cái dồ á, với nhà bà Bảy á, quán bà Bảy á, chứ mày thì thăm ai, hả mày mà thăm ai? Bản thân nó còn không biết nữa, nó biết ra mà mày hỏi, nó hỏi á bà cô chú, nó hỏi thằng Khôi á, học hết phá hớt tóc chưa? Mấy gì hỏi nó thì tào lao bác xế. Ủa mày nói mày ngày nào mày cũng coi, mà mày coi clip của nó từ đó tới giờ mà mày hỏi vậy, mày nghe cái này có cũng tội YouTube nữa nè, tội YouTube á, về dựng chuyện lên nữa nè chứ không ai hết trơn á ha. Ha, gửi nó ha, tao nói bây giờ ai mà gửi cho để chồng nó một đồng bạc thì tao cũng chửi nữa ha, để dành đi, để dành lo đi, lo ha, giờ ha, mày có tiền dư quá thì mày để dành đi, để dành mày xây mồ xây mã cho ông già bà già mày đi ha, mày gửi mày cho cái tụi này làm gì hả, cho người ta chửi mày, cái đồng tiền đó là đồng tiền ngu đó hay chưa, dù 1.000 người ta cũng chửi nữa chứ đừng nói không chửi nha, nghe chưa, gửi đó nghe. Thằng Mạnh Thường Quân á, mày là tao gọi mày là Mạnh Thường Quân á, nghe chưa, nghe. Tao có tiền để dành hậu thân đi, lo cho gia đình đi, lo cho bà con cô bác đi ha. Chứ hả, tụi này hả, nó vậy đó mà lo cho nó gì, nó còn tay còn chân.
nó xin ăn nhát làm để cho nó tự lo đi ha. Tao biết là có tiền là ha, có quyền, muốn cho ai là cho, nhưng mà tao cũng có quyền chữ ha. Mày cho ai mày cho kệ mày, nhưng mà mày đừng quay lên, mày quay lên là tao chữ, mày quay lên là chữ, mày đưa lên mạng là tao chữ, dù một đồng thì tao cũng chữ nữa ha. Nghe chưa? Tao chữ mày cả cọc đầu luôn, tao chữ mày lên tóc không nổi luôn nè ha. Nhỏ đó đó, nhỏ đó nhỏ nào. Quá trời quá đất ha. Đã vợ chồng nó ăn ở bày đàn hả, kéo nhau trong nhà hả, hai ba thằng sọt một lỗ mà xiên ăn nhát làm, không lo làm ăn gì hết, tối ngày hả chỉ biết nhậu nhẹt, uống xì tin, ăn lẩu cá dồ ha, không đi làm, ngồi xè tay xin tiền, ai giúp đỡ thì giúp, cảm ơn nhiều, không giúp đỡ thì thôi, đừng chữ vợ chồng nó, đừng hòng chia rẽ vợ chồng nó. Thấy đây chưa, thấy đây chưa? Vậy đó, những người vậy đó mày đi cho đó, mày cho tao nói giờ một đồng giờ tao cũng chữ nó, chứ đừng nói hả, cho mày đừng lên tiếng ha. Hồi nãy mày nói mày lên mạng mày nói, mày lại mày nói, gọi điện mày nói cho hai chồng nói, mày đừng nói mày cho tiền đi, tao không chữ. Mày đi nói cho ít nhiều gì tao không chữ cho nghe, nghe chưa, nghe. Bỏ nha, bỏ cái ngu nha, mới mốt không có cho nữa, dù một đồng cũng không cho nữa. Giờ có gọi điện cho vợ chồng nói chữ tao, chữ à, chữ thì tao tao không nói gì nha, mà cho tiền nha là tao chữ đó, ha. À, báo trước đó. Mày nói sao tao hổm nghe chưa, nghe. Quá trời quá đất à. Tá nhìn ra tụi nó hả, với tụi YouTube dơ, YouTube bẩn, YouTube đen, đầu đất đầu tôm ở Sóc Trăng hả, dựng chuyện lên đưa những cái thứ khuyên nó xấu xa đê tiện lên mạng xã hội, mà còn gọi điện giúp đỡ cho tiền uống cà phê. Uống cà phê vậy dành mình xây một xây mã trong vào bà già mày đi ha. Nghe chưa, nghe các con nhỏ đó, nghe chưa, tao nói nghe, từ đây sắp tới nghe, có ai cho thì yên lặng cho nghe, đừng có đưa lên mạng mà quay lên mà nói cho đi giúp đỡ hai vợ chồng, hay là tao chửi tao lột cái đầu luôn á ha. Nghe chưa, quá trời quá đất luôn à. Đã như thế này đó, vợ chồng nó đã như thế đó, lên hả, lên mạng xã hội hả, đưa những hình ảnh xấu xa đê tiện lên mạng xã hội để dạy cho hả con cháu mình chứ làm gì, mà hả coi theo dõi từ đó tới giờ rồi hả đồng cảm thương tội nghiệp. Tao nói nghe, từ đây sắp tới nghe, có ai cho thì yên lặng cho nghe, đừng có đưa lên mạng mà quay lên mà nói cho đi giúp đỡ hai vợ chồng, hay là tao chửi tao lột cái đầu luôn á ha. Nghe chưa, quá trời quá đất luôn à. Đã như thế này đó, vợ chồng nó đã như thế đó, lên hả, lên mạng xã hội hả, đưa những hình ảnh xấu xa đê tiện lên mạng xã hội để dạy cho hả con cháu mình chứ làm gì, mà hả coi theo dõi từ đó tới giờ rồi hả đồng cảm thương tội nghiệp. Sao người ta chửi hoài, ủa nó đưa những hình ảnh đê tiện lên mạng vậy, kêu tao không chữ, tao chửi mày cho chọc cái đầu luôn chứ không chữ. Quá trời quá đất mày luôn nha, nghe cho nghe, ngỏ đó ngỏ nào. Gần bà cô chú ơi, video đến đây nó cũng đã dài rồi. Ông bà cô chú có thương con, có thích con chia sẻ về cái chuyện một vợ hai chồng á, xin cho con một like và một lượt đăng ký và bấm cho cái chuông để ông bà cô chú có thể nhận được thông báo mỗi khi con up video lên nha. Gần bà cô chú cũng có thể bình luận góp ý cho con để con lấy đó làm động lực chia sẻ tiếp về cái chuyện tụi này nha ông bà cô chú. Hẹn ông bà cô chú video kế tiếp nha. Bye bye.